Dùng ngã đổ nghiêng. Chào mọi người nhá. Chào tất cả các bạn nhá. Các bạn muốn xem bệnh thì để lại họ và tên năm sinh, chia sẻ tối thiểu 5 nhóm trở lên nhá. Để cô xem cho các bạn nhá. Chia sẻ tối thiểu 5 nhóm trở lên và theo dõi nhá. Ba trẻ con xin chào nhá. Lâu lâu lại thấy xuất hiện. Bùi Thị Thanh xin chào nhá. Chào Quốc Huy. Chào mọi người nhá. Xem cho con với An Dương xin chào nhá. Xeo Khối. Xeo Khối con với ạ. Chào con ạ. Khó khăn quá, dần dân tù. Duy Dương xin chào nhá. Lê Thủy hello. Kiều Huệ 1995 xin chào nhá. Các bạn chia sẻ đi. Quý chào nhá. Việt Hà 8580 chào Việt Hà nhá. Hello sâu cuối đã chia sẻ nhanh thế. Chào An Dương, chào mọi người, chào tất cả các bạn. 1998 sao lại phụ xeo khối. Đúng tên đúng tuổi không đấy? Có đúng họ không đấy? Kiều Huệ. Chào Kiều Huệ nha. Khương Hương xin chào. Con đợi suốt mà không được xem khoảng lặng. Xin chào nha. Nem chua sự thanh hả? Nhà mình làm nem chua à? Nem chua chắc là người Thanh Hóa rồi. Hoàng Thị Lương xin chào nhá, họ và tên nam sinh nhá. Đúng rồi hả? Ok. Rồi inbox nhá, họ và tên nam sinh để đủ cho cô nhá. Bắt đầu xem cho các bạn nhá. Khuyết Danh. Chào cô này. Ok. Nem chua sự thành. Chào mọi người nhá. Rồi bây giờ bắt đầu xem các bạn để họ và tên nam sinh cho cô nhá. Họ và tên nam sinh. Chia sẻ tối thiểu 5 nhóm trở lên và ấn theo dõi. Ok chưa? Họ và tên nhá, phải có họ và tên nhá. Lê Thủy họ và tên nhá. Nguyễn Thị Thắm 1996 có họ và tên rồi. Nguyễn Thị Thắm 1996, 96 của Nguyễn Thị Thắm. Nếu như công việc làm ăn của mình hiện tại đang làm bây giờ, cô nói chỉ là công việc tạm bợ của mình thôi nhá. Bảo công việc chính mình làm đã có công việc ổn định hay chưa thì ở đây là chưa ổn định trong công việc làm ăn đâu Nguyễn Thắm nhá. Về đường tình duyên của mình có được thuận buồm xuôi gió hay không? Ở đây tình duyên của mình không có duyên âm đâu nhá. Đường tình duyên của mình rất là thuận, không phải đi cắt duyên âm đâu nhá. Công danh tương lai sự nghiệp về sau có được thuận buồm xuôi gió hay không? Ở đây mình có quý nhân phù trợ, có người đỡ đần trong công việc làm ăn nhá. Cho nên công việc làm ăn của mình không bị trắc trở mấy trong công việc làm ăn đâu. Thuận thì có thuận, mỗi đường là hiện tại là công việc của mình nó chưa được ổn định thôi nhá. Còn về sau tương lai sự nghiệp của mình có của ăn của để đấy nhá. Yên tâm. Hoàng Thị Lương họ và tên ngày tháng năm sinh đầy đủ cho cô nhá. Đó. Họ và tên ngày tháng năm sinh, chia sẻ tối thiểu 5 nhóm trở lên các bạn nhé. Con chia sẻ đầu tiên. Xeo Khối, họ và tên năm sinh đi. Nguyễn Thị Thanh 1986. Bính Dần, Nguyễn Thị Thanh 1986 Bính Dần đứng chữ Bính. Hiện tại mình đã có công việc làm rồi nhá. Đã có công việc làm rồi.
Có ổn định trong công việc làm ăn cho cái tuổi 86 hay không? Thì ở đây công danh sự nghiệp làm ăn của mình có công việc thuận, bảo khó khăn trắc trở quá hay không? Thì ở đây mình cũng không đến nỗi nào bấp bênh trắc trở quá đâu nhá. Sự nghiệp về sau tương lai trong cái năm nay thì cô nói là chưa được thuận trong công việc làm ăn, nhưng sang năm trở đi, cái tuổi của mình xác định hết năm nay đi nhá. Sang năm công việc làm ăn của mình cô nói là thuận buồm xuôi gió đấy, làm có tiền có của đấy. Sang năm công việc thuận vô cùng luôn, nắm bắt cơ hội làm ăn sang năm cho cô nhá. Về vận hạn của mình từ giờ đến cuối năm thì từ năm đến giờ chưa bị va chạm, chưa động chạm về xe về cộ, thì từ giờ đến cuối năm tránh cho cô cái tháng 10 âm lịch nhá. Đi xe đi cộ phải cẩn thận cho cô một chút nhá. Về phần gia sự, về phần âm nhà mình thì không động chạm về phần âm đâu, mùa mã nhà mình rất là yên nhá. Về phần thờ cúng các cụ gia tiên tiền tổ nhà mình đây, về phần thờ cúng thì rất là yên rồi. Bát hương rất là đẹp, ở trên có trong có tên có cốt đầy đủ, không thiếu gì cả đâu nhá. Êm ấm về phần chân nhang, nhà mình có bà cô chết trẻ đổ cho mình cũng rất tốt luôn nhá. Đất nhà mình ở hiện tại cô nói đất rất là yên, không đồng chạm về phần long mạch đâu nhá. Yên về phần đất, không sợ đâu, đất rất là yên nhá. Không có âm khí, không có tà khí gì đâu nhá. Bạn xeo khối 1998, 1998 của bạn xeo khối. Nếu như mà mình còn học thì con đường học của mình cần phải cố gắng thêm nữa nhá. 1998 Mậu Dần năm nay 21 tuổi, đứng chữ Mậu. Nếu như con đường học của mình cần phải cố gắng học hành lên nhá. Có tướng đi xuất ngoại hay không thì ở đây con đường đi xuất ngoại của mình cũng cao đấy nhá. Nếu như mà mình đi xuất ngoại làm ăn ấy thì cô nói là cuộc đời mình cũng được thuận đấy chứ không phải không thuận đâu. Về đường tình duyên của mình có duyên âm hay không? Ở đây đường tình duyên của mình cũng không nặng về phần âm mấy đâu nhá. Không có duyên âm không phải đi cắt duyên âm đâu nhá. Tương lai sự nghiệp về sau có được thuận buồm xuôi gió hay không? Tương lai sự nghiệp về sau của mình cô nói là thuận buồm xuôi gió trong công việc làm ăn, ít nhất phải qua cái tuổi 34 trở đi nhá. Bảo bố mẹ nhà mình rằng là về phần âm nhà mình thì không động chạm gì đâu nhá. Về bảo bố mẹ là phần âm nhà mình không động chạm gì đâu, âm phần mùa mã gia sự nhà mình rất là yên nhá. Về phần thờ cúng các cụ nhà mình, thờ cúng đến nơi đến chốn, bát hương rất là đẹp, ấm cúng về phần chân nhang nhá. Chân nhang ngọn khói ở đây cô đến để đến nơi đến chốn, thờ cúng rất là êm ấm rồi nhá, xeo khối nhá. Đất nhà mình ở hiện tại cô nói đất rất là yên rồi, không động chạm về phần long mạch cả đâu nhá. Yên về phần đất, mỗi tuổi đất hơi nặng một chút thôi nhá. Hơi nặng về phần đất một chút nha. Chào Phùng Thị Quyên, họ và tên năm sinh đầy đủ cho cô nhá, Phùng Quyên nhá. Các bạn chia sẻ tối thiểu 5 nhóm trở lên nhá. Chia sẻ tối thiểu 5 nhóm trở lên và ấn theo dõi nhá. Xuân xin chào nhá. Cao Văn Thành xin chào nhá, Kim Huệ xin chào nhá. Mai Thị Mừng 1994. Mai Thị Mừng 1994, cái tuổi 94 của bạn Mai Thị Mừng. Giáp Tuất năm nay 25 tuổi, hiện tại mình đã có công việc làm rồi nhá Mai Thị Mừng nhá. Hiện tại mình đã có công việc làm rồi chứ không phải không có đâu. Nói trong công việc làm ăn của mình thuận buồm xuôi gió hay không thì bon chen chen ngang chắc trở, công danh sự nghiệp làm ăn bấp bênh đấy nhá, không thuận đâu nhá. Từ đầu năm đến giờ công danh sự nghiệp làm ăn cô nói rằng là có người chen ngang, có người phá ngang trong công việc làm ăn của mình, đôi khi mình cũng thấy chán thấy nản, chẳng muốn làm đâu nhá. Không thấy làm, không thích làm đâu, muốn bỏ đấy. Muốn đổi công việc làm ăn thì tốt nhất năm nay đừng đổi nhá. Muốn đổi thì sang năm mang đổi. Còn về đường tình duyên của mình có được thuận hay không? Ở đây là mình cần phải đi làm lễ cắt duyên âm đi nhá, trả nợ cái nghiệp kiếp tiền duyên của mình đi, để cho con đường tình duyên của mình thuận buồm về gió về sau nhá. Thuận buồm xuôi gió về sau. Mình mà không trả nợ nghiệp kiếp tiền duyên ấy, còn lấy chồng đi chăng nữa thì sau này lại đứt gánh giữa đường thôi nhá. Cắt duyên âm, trả nợ nghiệp kiếp tiền duyên đi để nó được thuận về sau nhá. Chào bạn nào. Hoàng Thị Lương xin chào nhá. Để cô gọi qua Messenger nhá. À cô gọi qua video hình ảnh nhá. Bạn nào muốn kết nối hình ảnh nhá. Việt Hà xin chào nhá. Trần Ngọc, xin chào Trần Ngọc nhá, họ và tên năm sinh đầy đủ Lê Thủy, họ và tên năm sinh nhá. Hoàng Thị Lương. Đấy. 1995, 1997.
khoảng lặng. Cô kết nối video nhé. Đưa lên hình ảnh nhé, khoảng lặng nhé. Con chào cô ạ. Đây rồi. Khoảng lặng 1995. Chồng là 1995 à, vợ 1997 à? Dạ. Rồi ok, bây giờ con muốn xem về cái gì nào? Cô giúp con xem về điểm tình duyên và cống sáng ạ. 1995 mệnh hỏa, 1997 là mệnh thủy. Dạ. Thủy hỏa tương khắc, các cung khắc mệnh khắc về đường tình duyên vợ chồng nhá. Dạ. Các cung khắc mệnh khắc về đường tình duyên vợ chồng, con đường tình duyên vợ chồng của mình. Nếu như mà có ở được với nhau trọn đời thì cũng không có tuổi thọ đâu nhá. Cung mệnh đều khắc về nhau nhá. Dạ. Trong công danh sự nghiệp làm ăn của hai vợ chồng mình có thuận hay không? Thì ở đây cô nói là công việc làm ăn thì có nhá. Có công việc làm ăn chứ không phải không có đâu nhá. Làm ăn có thuận hay không? Ở đây là làm cũng có tiền chứ không phải không có tiền. Nhưng tiền vào cửa trước, ra cửa sau thôi. Hiện tại mình vẫn chưa có tiền đâu nha. Có không? Đúng rồi ạ. Không có tiền đâu. Về đường tình duyên vợ chồng, về đường tình duyên ấy là tốt nhất đi làm lễ di cung cho cô. Di cung hoán số, cải tử hoàn sinh, thay tên đổi họ nhé. Để cung mệnh của vợ chồng của mình được thuận về sau, nếu như không di cung hoán số, không cải tử hoàn sinh, thay tên đổi họ, cuộc đời vợ chồng có hạnh phúc, sống với nhau được trọn đời về sau thì cũng không có tuổi thọ. Đấy là cung mệnh của mình khắc với nhau nhé. Đấy. Đấy. Rồi con hỏi cái gì nào? Muốn hỏi cái gì thì cứ hỏi đi. Cô xem giúp con là kiểu con cũng có quá nhiều nơi đấy. Mấy thầy mấy cô cũng có nói là kiểu cùng vừa trong con cùng kiểu khắc khẩu rất là khác cả thứ này nó ạ. Nói chung là cũng như cô là kiểu cũng ở được với chắc ấy. Nhưng mà kiểu con mình có hỏi như có ấy thì em là kiểu con có sinh một đứa con trai sinh năm 2017 ấy. Là kiểu mấy thầy mấy cô cũng có nói là như của đứa con này thì kiểu vẫn nhiều kiểu là việc làm ăn với là tinh chiến kiểu vợ chồng con có phải không ạ? 2017 của con là mệnh hỏa nhớ. Dạ, hoàng trần trung độ. Hỏa bố hợp với bố nhưng tương khắc với mẹ. Được đứa con kéo lại. Đúng, dạ, con 2017 được đứa con kéo lại nhá. Nhưng cung mệnh của hai vợ chồng mình tốt nhất là vẫn làm lễ di cung cho cô nhá. À, con muốn nhớ có một việc nữa đúng mà. À, kiểu nhà con cũng có cho vay tiền đấy. Có đòi được không? Gì là phải tính ra trên này kiểm tra với mẹ. Đắt nhất nhá. Đòi thì vẫn đòi được nhưng mà người ta trả dần thôi nhá. Người ta không trả một cục đâu nhá. Vẫn có trả chứ không phải người ta không trả nhá. Yên tâm. Ta vẫn trả rồi. Đây. Dạ, con cảm ơn cô ạ. Ok. Rồi, xin chào. Đào Cẩm Ngoan, xin chào. Hoàng Thị Nhung, xin chào nha. Kiều Huệ, xin chào nha. Chào Nhật Linh, Việt Hà, xin chào nha. Thắm Đích, xin chào nha. Họ và tên nam sinh cho cô nha. Nguyễn Thủy Long, 1990. Nguyễn Thị Long sinh năm 1990, cái tuổi 90 của bạn Nguyễn Thị Long, cây ngọ, căn cao, số nặng, căn quả, mình có căn có số Thủy Long nhá. Căn cao, số nặng, căn quả, căn đồng, số lính, tướng, số làm giày, lần đận trong công việc làm ăn, lần đận về đường tình duyên vợ chồng nhá. 90, cái tuổi 90 nhá, 19 tháng 12 năm 1990. Công việc làm ăn của mình hiện tại đã có công việc làm nhá. Trong công danh sự nghiệp làm ăn của mình, cô nói trên ngang bon trên có kẻ tiểu nhân đứng sau lưng mình phá ngang trên ngang trong công việc làm ăn, cần phải đề phòng cho cô trong cái tháng 11 âm lịch này nhá. Con đường đi lại của mình có thuận buồm xuôi gió hay không? Cái tuổi 90 năm nay không có hạn nặng đâu nhá, từ đầu năm đến giờ thì cũng đã qua rồi chứ không phải là chưa qua nhá. Về sự nghiệp của mình sau này có thực thuận buồm xuôi gió hay không? Bao giờ bản mệnh của mình được yên thì công danh sự nghiệp của mình thuận buồm xuôi gió lúc đấy nhá. Tốt nhất trong cung mệnh là cần phải làm lễ cho cô nhá. Con đường sự nghiệp, con đường tình duyên của mình nó sẽ được hưng thịnh về sau nhá.
Về phần gia sự, âm phần nhà mình cũng không động chạm gì đâu, âm phần nhà mình rất là yên nhé. Về phần thờ cúng gia tiên tiền tổ các cụ nhà mình ở đây rất là tốt nhé. Tốt, nhà mình có bà cô chết trẻ cũng đi theo mình độ cho mình rất là nhiều luôn nhé. Đất cát mồ mả âm phần không đồng chạm, đất nhà mình ở không được vuông đất, hơi nặng một chút về phần đất nhé. Hoàng Thị Lương xin chào nhá, xem rồi nhá. Đinh Kim Thu xin chào nhá, họ và tên năm sinh đầy đủ cho cô nhá. Lê Thủy, chào Lê Thủy nhá. Cao Văn Thành xin chào. Trần Bích Tuyền xin chào, họ và tên năm sinh đầy đủ nhá. Máy nó cứ đơ đơ cái gì này. Nhật Linh 1967 không có camera. Hà Thị Nhung 1967, nói về cái tuổi 67 của mình. 1967 Hà Thị Nhung nhá. Công danh sự nghiệp công việc làm ăn từ năm 2014 trở về đây, tuy rằng có công việc làm ăn cũng không được thuận buồm xuôi gió đâu nhá. Trong công việc làm của mình ấy thì ôm dâm đảng bụng làm ơn bác oán nhá. Làm công danh sự nghiệp làm ăn có là thuận thì thuận trong công việc làm ăn, nhưng đôi khi hay ôm dâm đảng bụng làm ơn bác oán. Đỡ người nhưng mà chả được người đỡ gì đâu nhá. 1967 vất vả chân chuyên, công việc làm ăn cũng không được thuận buồm, từ giờ đến cuối năm thuận buồm xuôi gió. Trong cái tháng 11 âm lịch ở đây cô nói là có lộc về trong công việc làm ăn nhá, có lộc về trong công việc làm ăn đấy, thuận đấy nhá, nắm bắt cơ hội làm ăn. Còn về vận hạn của mình, cái tuổi 67 từ giờ đến cuối năm đi xe đi cộ cẩn thận cho cô, tránh cho cô cái tháng 12 âm lịch đi lại phải cẩn thận một chút. Năm nay là 52 tuổi nhá, đi xe đi cộ phải cẩn thận cho cô một chút trong con đường đi lại, và giữ lời ăn tiếng nói cho cô cẩn thận, là có kẻ gièm pha lại có lời ra tiếng vào là nói nhau đấy nhá. Về phần gia sự mộ mã, âm phần nhà mình không động chạm gì cả đâu, âm phần nhà mình rất là yên nhá. Về phần thờ cúng các cụ gia tiên tiền tổ nhà mình ở đây thờ cúng rất là tốt rồi, êm ấm. Về phần chân nhang nhá, chân nhang ngọn khói ở đây cô thấy là rất là đẹp luôn nhá. Về phần đất nhà mình ở hiện tại cô nói đất yên, về phần đất nhá, hợp chủ hợp đất không động chạm gì đâu nhá. Bây giờ là 21:20, cô đang phát trực tiếp buổi tối ngày 13 tháng 11 năm 2018. 13 tháng 11 năm 2018 xem bệnh cho các bạn nhá, không phải phát lại đâu nhá. Thôi máy đờ rồi. Được mất máy rồi. Khánh Duy xin chào nhé, đọc và tên năm sinh đầy đủ cho cô Khánh Duy nhá. Lê Thủy, Nguyễn Văn Mạnh 1969, Lê Thị Thủy 1976. 1969 là mệnh thổ, 1976 hai vợ chồng mình cùng mệnh nhá. Cùng cái mệnh tương sinh, còn về cái cung thì hai vợ chồng mình khắc khẩu với nhau nhá. Hai vợ chồng mình khắc khẩu với nhau. Trong công việc làm ăn thì cũng từ năm 2013 trở lại đây rồi, công danh sự nghiệp làm ăn thuận thì có thuận, nhưng mà tiền vào cửa trước ra cửa sau thôi nhá. 1976 tuổi của mình, căn cao sơn nặng, căn quả mình là cũng nặng về căn về số nhá. Ăn cơm chan nước mắt, cuộc đời mình cũng khổ, người đời và nhìn mình sướng, nhưng cô nói là cuộc đời mình cũng chả sướng gì đâu nhá, cái tuổi 76 nhá. Từ nay đến cuối năm, công danh sự nghiệp làm ăn của hai vợ chồng cô nói vẫn bấp bênh chắc trở, chưa được thuận trong công việc làm ăn đâu nhá. Chưa được thuận tí nào trong công việc làm ăn đâu. Từ sang năm trở đi, cô nói công danh sự nghiệp làm ăn bước sang cái tháng 2 âm lịch năm 2019 thuận trong công việc làm ăn, cơ hội nắm bắt đấy cho cô nhá. Nắm bắt cơ hội làm ăn lên cho cô nhá. Cái tuổi 1969 từ năm ngoái đến năm nay sức khỏe hơi yếu chứ không được khỏe khoắn cho lắm đâu nhá. Về phần gia sự mộ mã, âm phần nhà mình không động đâu nhá. Âm phần nhà mình thì yên rồi. Thờ cúng các cụ gia tiên tiền tổ nhà mình có hai giới người chết trẻ nhá, độ cho mình cũng rất là tốt luôn nhá. Hai giới người chết trẻ chứ không phải một giới đâu, kể cả bản thân vợ chồng mình cũng có xài hoặc bỏ một bận con gái nữa nhá.
sày hoặc là bỏ một bận con gái nữa. Về phần đất nhà mình ở không được vuông vắn về phần đất đâu, đất hơi nặng nhá. Bước chân đi vào cửa nhà thì cô thấy phần đất nhà mình hơi lạnh về phần đất, chứ còn không động chạm gì đâu nhá. Đấy. Kiều Huệ, xin chào Kiều Huệ, họ và tên năm sinh đầy đủ cho cô nhé. Dũng Đào 88 và 89 nào. Dũng Đào xem rồi. Nguyễn Tiến Tuệ 1982. Nguyễn Tiến Tuệ 1982, cái tuổi 82 nhâm tuất của mình, hiện tại đã có công việc làm rồi. Hiện tại đã có công việc làm rồi Tiến Tuệ nhé. Trong công việc làm ăn của mình có được thuận hay không thì ở đây cô thấy là từ giờ đến cuối năm công danh sự nghiệp mình làm ăn thuận buồm xuôi gió nhé. Nắm bắt cơ hội làm ăn cho cô, ở đây là mình có lộc về đấy nhé, chứ không phải không có đâu nhé. Công danh sự nghiệp làm ăn thuận buồm xuôi gió nhé. Trong năm nay và sang năm sự nghiệp làm ăn thuận buồm xuôi gió của cái tuổi nhâm tuất của mình nhé, nắm bắt cơ hội làm ăn nhé. Về đường tình duyên của mình thì ở đây chả thấy có duyên âm gì đâu nhé, không thấy vong đi theo mình, không thấy tà đi theo mình đâu nhé. Cái bản mệnh của mình hiện tại có nói rất là yên rồi, mỗi tội công danh sự nghiệp làm ăn nó hơi bấp bênh từ đầu năm đến giờ thôi nhé. Về phần gia sự, âm phần nhà mình ở đây âm phần thì không động chạm gì cả đâu nhé, âm phần nhà mình rất là yên yên về phần âm. Còn về phần thờ cúng gia tiên các cụ nhà mình ở đây thờ cúng rất là tốt, nhà mình có bà tổ cô chết trẻ đi theo mình nhá, độ cho mình rất nhiều luôn. Đất ở nhà mình hiện tại cô nói đất rất là yên rồi, không động chạm gì cả đâu nhá, yên về phần đất nhá. Các bạn chia sẻ đi nhá, tới được năm nhóm trở lên nhá. Xuân Xuân, không xem hộ đâu nhá, Xuân Xuân nhá. Hà Thúy Hảo, họ và tên năm sinh đầy đủ nhá. Nguyễn Thủy, chào Nguyễn Thủy nhá. Đoan Nguyễn 1998. Đoan Nguyễn 1998, cái tuổi 98 của bạn Đoan Nguyễn, nếu con đường học của mình học thì học rất là tốt luôn nhá. Mình còn học ở đây con đường học rất là tốt nhá. Tốt trong con đường học. Về tương lai sự nghiệp, công danh sự nghiệp tương lai về sau thì cô nói là có quý nhân phù trợ, sẽ có người đỡ đần trong công việc làm ăn, đỡ đần trong cái công việc để xin việc làm ấy nhá. Ở đây là cô thấy trong công việc làm ăn là thuận đấy, thuận trong công việc. Còn về đường tình duyên của mình thì cô nói hơi là đận một chút nhé. Làm một lễ trả nợ tào quan, trả nợ tam phủ chồng mệnh, làm lễ cắt duyên âm cho cô để cho con đường tình duyên của mình nó được thuận về sau. Nếu như không làm cuộc đời mình sẽ đứt gánh cái đường, có lấy vợ thì vẫn bỏ vợ thôi nhé. Tư Hà, xin chào nhé. Nguyễn Thủy xin chào nha. Hà Văn Tư 1995. Hà Văn Tư 1995. Văn Tư nhớ, kể cả công việc mình làm ăn bây giờ cũng chỉ là tạm bợ thôi nhà Văn Tư nhá. Trong công việc làm ăn của mình cô nói bấp bênh trắc trở, đôi khi thấy chán chẳng muốn làm trong công việc đâu nhá, muốn bỏ muốn thay công việc, nhưng cô khuyên từ giờ đến cuối năm công việc mình đừng nên thay nhá. Thay công việc làm ăn thì trong năm nay và sang năm công việc mình đần đần không thuận trong công việc làm ăn đâu, muốn thay thì để hết năm nay sang năm thì thay nhá. Về đường tình duyên của cái tuổi 95 mất hợi, năm nay 24 tuổi không có duyên âm đâu nhá, không có duyên âm, không có người âm đi theo mình đâu nhá. Tương lai sự nghiệp của mình sau này có quý nhân phù trợ, có của ăn của để làm ăn. Cô nói là hưng thịnh trong công việc làm ăn, ít nhất cũng phải qua cái tuổi 35 trở đi công việc làm ăn của mình mới bắt đầu hưng thịnh nhá. Tiền có của có sau này nhá. Có đồng ngân đồng chuyến đồng tiền đồng của về sau chứ không phải không có đâu. Vận mệnh của mình có hậu về sau nhá. Còn bây giờ thì bấp bênh trắc trở bươn chải rất nhiều luôn, làm thì cũng phải vài lần bị thất bại nhá.
Còn về phần âm gia sử mồ mả âm phần nhà mình, vì bảo bố mẹ rằng là âm phần nhà mình không động chạm gì đâu nhá. Âm phần mồ mả đất cát gia sử nhà mình rất là yên, thờ cúng các cụ gia tiên tiền tổ nhà mình bát hương cũng ấm cúng, về phần chân nhang không động đâu nhá. Kể cả đất nhà mình ở thì không được vuông vắn về phần đất thôi, không động chạm gì đâu, đất không được vuông về phần đất thôi nhá. Bé Hằng, bé Hằng. Họ và tên năm sinh đầy đủ cho cô nhé. Họ và tên năm sinh đầy đủ cho cô nhé. Việt Hà, họ và tên năm sinh đầy đủ cho cô Việt Hà nhé. Hiền, Hiền Hậu, Huyền Hiền Hậu, họ và tên năm sinh. Linh An, họ và tên năm sinh nhé. Võ Thị Ngọc Trang 1994. Chào nhé, xem rồi không xem lại đâu nhá. Nguyễn Thị Hồng Loan xin chào nhá. Kim Huệ, họ và tên năm sinh đầy đủ nhá. Lê Văn Mai 1967, vợ 1974. Lê Văn Mai 1967. Vợ là 1974. 1967 Đinh Mùi năm nay 52 tuổi, 1974. Giáp Dần năm nay là 45 tuổi đứng trên giáp. 67 Bình Thủy 74. 74 67 hai vợ chồng là cùng một cái mệnh tương sinh, nói về cái cung hai vợ chồng mình cũng khắc khẩu với nhau nhé. Lê Thị Mai nhé, Lê Văn Mai nhé. Cũng khắc khẩu với nhau, nếu trong công việc làm ăn của hai vợ chồng thì cô nói cũng có công việc làm ăn, làm lớn, làm ăn thuận trong công việc làm ăn, nhưng ở đây có kẻ gièm pha, đôi khi trong công việc làm ăn của mình cũng chen ngang bon chen trắc trở, công việc làm ăn cũng không được thuận buồm xuôi gió đâu nhá. Từ năm ngoái đến năm nay thì cô nói hơi bấp bênh một chút, trong công việc làm ăn cũng không được thuận đâu đấy nhá. Từ giờ đến cuối năm, cái tuổi 74 và cái tuổi 67 của mình thuận buồm xuôi gió trong công việc làm ăn nhá, công việc làm ăn sẽ thuận đấy chứ không phải không thuận đâu, còn tùy vào cơ duyên của mình có nắm được hay không thôi nhá. Hai vợ chồng mình ý thì hay ôm dâm nặng bụng, làm ơn bác oán nhá, đỡ người nhưng chả được người đỡ. Từ khi bước chân đến đến với nhau, lấy nhau đến bây giờ, cũng hai bàn tay trắng mình làm nên cơ ngơ hiện tại mình có bây giờ cũng chỉ là bàn tay trắng mình dựng nên mà thôi. Mình có thì người ta đến, mình hết thì người ta đi thôi nhá, hết thì người ta quay lưng đi thôi, chả nhờ được người ta gì đâu nhá. Mà cũng xác định là mình cũng chẳng bao giờ nhờ vả được người ta, cho nên là ít khi nhờ lắm. Đôi khi bỏ tiền ra cho người ta vay cũng chả muốn đi đòi, cũng chả muốn ngại, cũng không muốn đi hỏi nhá. Nên là ôm dâm nặng bụng làm ơn bác oán đấy nhá. Còn về phần gia sự âm phần thì không động chạm gì đâu nhá. Âm phần nhà mình rất là yên yên về phần âm. Còn về phần thờ cúng gia tiên tiền tổ nhà mình thì cũng rất là yên rồi, không động chạm gì cả đâu nhá. Chào tất cả mọi người nhá. Các bạn chia sẻ tối thiểu 5 nhóm trở lên nhá. Và ấn theo dõi, và ấn theo dõi nha. Chào Linh An nhá. Nguyễn Mậu. Kiều Huy, họ và tên năm sinh đầy đủ cho cô nhá. Nguyễn Văn Mậu 1978. Nhìn người gọi. Nguyễn Văn Mậu 1978. Nguyễn Văn Mậu nhé, cuộc đời mình cũng lênh đênh lắm nhé. Lênh đênh bon chen trắc trở, công danh sự nghiệp làm ăn từ năm 2014 về đây rồi nhé. Không, công việc không được ổn định đâu nhé, làm ăn bấp bênh lắm, chả được thuận cho công việc làm ăn đâu. Làm tiền có bao nhiêu thì hết bấy nhiêu thôi, làm đến đâu cũng hết đến đấy thôi nhé. Cái tuổi 78 căn cao số nặng cân quả nhé. Mình là có căn có số, tướng số phải làm thầy nhé. Lênh đênh lắm, tính nết của mình thì cũng hơi, trong năm nay là tính nết thay đổi hơi nhiều. Và từ năm ngoái đến năm nay thì cái sức khỏe của mình cũng không được ổn định cho lắm đâu nhá. Không được ổn định cho lắm đâu đấy. Còn về vận hạn của tuổi 88 từ giờ đến cuối năm, không được mượn xe cộ của ai để đi trong cái tháng 10 âm lịch này nhá. Cẩn thận gánh hạn cho nhà người ta nhá. Về phần gia sự âm phần thì không động chạm gì đâu. Âm phần nhà mình cô nói rất là yên rồi. Thờ cúng các cụ gia tiên tiền tổ nhà mình ở đây thờ cúng rất là tốt luôn nhá. Ấm cúng về phần chân nhang ở trong có tên có cốt đầy đủ chứ không thiếu gì cả đâu nhá.
Về phần đất nhà ở mình ở hiện tại có nói đất không được vuông vắn, về phần đất đất hơi nặng một chút nhá, nhưng đất hợp chủ hợp đất cũng không có tà khí ở trong ấy đâu, nặng về phần đất chứ chỉ là ở đằng ngoài thôi nhá. Mày xem có trừ hà tư hà, ok nhá, tư hà nhá. Các bạn mà muốn cô xem thì phải để họ và tên, ngày tháng năm sinh ra đấy nhá. Bạn nào chia sẻ thì nói là đã chia sẻ. Chia sẻ tối thiểu 5 nhóm trở lên và ấn theo dõi nhá. Đó. Bạn nào mà không có họ tên, không có năm sinh là cô không xem, bỏ qua luôn đấy nhá. Bỏ qua đấy. Nguyễn Linh An 1987. Nguyễn Đinh An 1987 nữ, 1987 là mệnh hỏa, cái tuổi 87 của mình. Trong công việc làm ăn thì có công việc làm ăn, còn lộc buôn lộc bán mình có hay không thì ở đây của mình cũng không có lộc buôn lộc bán đâu nhá. Công việc làm ăn đần đần vô cùng luôn nhá. Cái tuổi 87 đinh mão của mình đứng chữ đinh, đần đần trong công việc làm ăn, đần đần về đường tình duyên vợ chồng, còn về đường con cái của mình có thuận hay không thì ở đây mình đỡ nuôi con cũng được mát tay chứ không lần đần về đường con cái đâu nhá. Từ nay đến cuối năm công danh sự nghiệp làm ăn của mình thuận buồm xuôi gió, vẫn thuận trong công việc làm ăn, tiền kiếm cũng ra tiền chứ không phải không ra tiền đâu, thuận đấy nhá, nắm bắt cơ hội làm ăn cho cô nhá. Về phần âm nhà mình thì không động chạm gì đâu, âm phần nhà mình cô nói rất là yên. Về phần âm nhà mình có bà cô chết trẻ đi theo mình, cho mình ăn công ăn lộc nhá, cho mình ăn công ăn lộc, mình nên đền thắp nhang thờ sớm tối đền nhang để xin thêm lộc âm của các cụ gia tiên nhà mình đón khách gần khách xa, hoặc là trong công việc làm ăn của mình nó được thuận buồm xuôi gió nhá. Những cái chuyện thị phi thì nó dần dần nó khắc tự ra đi thôi nhá. Còn về phần thờ cúng các cụ gia tiên tiền tổ nhà mình ở đây thờ cúng thì đến nơi đến chốn rồi, không động chạm gì cả, ở đây yên về phần thờ cúng nhá. Đất nhà mình ở thì cũng không động chạm gì đâu nhá, yên về phần đất nhá, không động chạm, ấm cúng về phần đất, đất không lạnh đâu nhá. Hiện nay là bây giờ là 21:35 cô đang phát, hôm nay là thứ ba ngày 13 tháng 11 năm 2018. Ở trên này thì cũng đông quá thì cũng không phải là đông quá, nhưng mà cũng một mình cô cũng không thể xem hết cho được tất cả mọi người đấy, cũng không xem hết cho tất cả mọi người đâu. Bạn nào may mắn, cực kỳ may mắn thì cô xem cho các bạn, được xem cho bạn nhé. Còn bạn nào chưa may mắn thì để đến trưa ngày mai cô xem cho các bạn nhé. Buổi trưa ngày mai 12 giờ đến 13 giờ trưa nhé. Để cô xem, cô liver, cô lại xem tạo phúc cho các bạn vào buổi trưa ngày mai nhé. Còn bạn nào mà không đợi, bạn nào muốn xem riêng, xem chi tiết về phần gia sự, mồ mả, đất cát, âm phần, xem về bản mệnh của mình thì các bạn có thể để lại số điện thoại qua Messenger viết là xem riêng, được chưa? Và xem riêng là chúng ta cần phải đặt lễ cho cô nhá, để cô xếp lịch cô gọi cho mình. Và cô chỉ dùng duy nhất một nick là Triệu Thị Thêm cô phát, và số tài khoản của cô cũng là Triệu Thị Thêm nhá. Còn tất cả các số tài khoản khác, các nick khác phát lại cái video của cô là không phải đâu nhá. Cần phải lưu ý nhé. Đấy. Kiều Huệ, chào Kiều Huệ nhá. Ngô Hồ Lộc Xuân Lộc, họ và tên năm sinh đầy đủ cho cô nhá. Chào Kiên Trung, Trung Kiên nhé. Như Hoàng xin chào nhá. Hiền Đậu xin chào nhá. Anh Thư xin chào. Hà Đặng họ và tên năm sinh nhá. Nguyễn Thiều xin chào nhá. Trần Văn Huỳnh 1984. Trần Văn Huỳnh 1984, cái tuổi 84 giáp Tý của mình. 1984 giáp Tý năm nay 35 tuổi rồi nhá.
Nếu như mà trong công việc làm ăn từ năm ngoái đến năm nay, cô nói là cuộc đời mình làm ăn hơi đen nhá. Hơi đen, và cái nữa cái lòng tốt của mình sống tốt quá đâm ra hay bị bạn bè lợi dụng đấy nhá. Lợi dụng cái lòng tốt của mình lắm nhá. Từ giờ đến cuối năm công danh sự nghiệp làm ăn thuận. Thuận thì có thuận trong công việc làm ăn đấy nhá, nắm bắt cơ hội làm ăn. Nếu như mà công danh năm nay thuận thì sang năm công việc làm ăn của mình cũng thuận vô cùng luôn nhá, không gặp trắc trở gì mấy đâu nhá. Còn về vận hạn từ giờ đến cuối năm thì không có hạn đâu nhé, đã qua rồi, không có hạn gì nữa đâu nhé. Còn về phần gia sự, âm phần nhà mình thì không động chạm gì đâu, âm phần nhà mình thì yên rồi nhé. Thờ cúng các cụ gia tiên tiền tổ thì thờ cúng rất là đến nơi đến chốn, bát hương ấm cúng trong có cốt có tên đầy đủ, không thiếu gì đâu nhá, đủ tên đủ tuổi luôn nhá. Đất ở nhà mình thì hơi nặng một chút về phần đất thôi, nhưng đất hợp chủ dù hợp đất, cái bản mệnh cái tuổi 84 mình nhá. Mình ở đất dữ thì làm ăn mới ra, mình ở đất lành quá thì công danh sự nghiệp làm ăn không được thuận mấy đâu nhá. Dữ đất. Việt Hà, Cao Việt, Nguyễn Cao Việt, Việt Hà 1980, Nguyễn Thị Hà 1985 mà. Kim mộc khắc nhau nhá. Nếu như mà nói trong cung mệnh của hai vợ chồng được cái mệnh tương sinh thôi, còn về cái cung thì cũng khắc khẩu với nhau đấy nhá. Khắc khẩu với nhau đấy. Nếu như mà trong công việc làm ăn thì hai vợ chồng mình đều có công việc làm nhá. Đều có công việc làm chứ không phải không có đâu. Thuận buồm xuôi gió cho công việc làm ăn hay không thì 3 năm trở về đây công danh sự nghiệp làm ăn bập bà bập bõm bấp ba bấp bênh trả thuận cho công việc làm ăn đâu nhá Việt Hà nhá. Làm cũng có tiền chứ không phải không có, ở đây là cũng có nhưng mà tiền vào cửa trước ra cửa sau thôi, chưa giữ được tiền đâu nhá. Từ nay về sau, từ giờ đến cuối năm công danh sự nghiệp làm ăn của hai vợ chồng sẽ bị bấp bênh trắc trở không thuận đâu. Cái tuổi 85 của mình cứ xác định hết năm nay đi, sang năm công danh sự nghiệp làm ăn bắt đầu hưng thịnh nhá. Bước sang cái tháng 3 âm lịch của năm 2019, công việc làm ăn của mình cô nói là phát lên đấy nhá. Còn về vận hạn của cái tuổi 80 và cái tuổi 85 thì không có hạn gì nặng nề đâu. Cái tuổi 85 thì có hạn nặng hơn một chút, tránh đi đường xe cộ vào cái tháng 12 âm lịch, đi lại phải cẩn thận cho cô nhá. Về phần gia sự, âm phần thì không động chạm gì đâu nhá, âm phần nhà mình rất là yên rồi. Về phần thờ cúng các cụ gia tiên tiền tổ nhà mình thờ cúng cũng rất là đến nơi đến chốn, êm ấm về phần thờ cúng không động chạm gì đâu nhá. Đất cát mồ mả âm phần nói chung về phần âm là không ảnh hưởng gì cả nhá. Linh An xin chào nhá. Đấy. Lan Nguyễn xin chào nhá, họ và tên năm sinh đầy đủ nhá. Hiền Hậu xin chào nhá. Trần Giang xin chào, Trần Giang, Nhật Linh xin chào nhá. Nhật Linh là xem rồi còn xem lại nữa đâu nhá. Rồi. Nguyễn Văn Dân 1986. Nguyễn Văn Dân 1986 12 giờ 30 ngày 30 tháng 5 năm 1986 à. Cái tuổi 86 Bính Dần của mình, A Di Đà Phật, xin ra xin mẹ. Nếu như nói cái tuổi 86 Bính Dần, hiện tại mình đã có công việc làm nhá. Có công việc làm rất là ổn định rồi chứ không phải không ổn đâu nhá. Ổn định trong công việc làm ăn, bảo bấp bênh chắc chở quá hay không thì ở đây không đến nỗi nào đâu nhá. Cái tuổi 86 Bính Dần nhá, không đến nỗi nào đâu. Còn về đường tình duyên của mình ở đây cũng thấy là bản mệnh của mình rất là yên chứ không động chạm gì cả. Bản mệnh của mình yên đấy nhá. Cái tuổi 86 Bính Dần vào nặng căn nặng quả nhưng bản mệnh đang yên dần nhá. Trong công việc làm ăn của tuổi 86 thì xác định hết năm nay đi, từ giờ đến tháng 10, hết cái tháng 10 âm lịch trong công danh sự nghiệp làm ăn, cô nói là thuận đấy nhá. Hết cái tháng 10 âm lịch sang cái tháng 11 âm ấy thì công danh sự nghiệp làm ăn sẽ được thuận buồm xuôi gió nhá. Về cung mệnh của mình, từ nay về sau công danh sự nghiệp trọn đời về sau đấy, nếu như mà qua cái tuổi 33 sang cái tuổi 34, 34 công danh sự nghiệp làm ăn cô nói là thuận, lộc về nhiều lắm nhá. Cúng bái cẩn thận cho cô. Nhớ là nhà mình có bà cô chết trẻ nhé, mình cần phải đến thắp nhang thờ kêu cầu sớm tối đèn nhang để xin thêm lộc bà tổ cô này nhé. Đi đâu đi lễ đi bái ở đâu thì phải thắp hương từ các cụ gia tiên nhà mình ra để xin thêm lộc nhá. Xin thêm lộc ấy, ở đây là mình lộc trần thì ít lộc âm thì nhiều, nhiều là âm lắm nhá. Chịu khó xin chắp tay quỳ gối để xin thêm lộc nhá. Còn về phần gia sự mồ mả âm phần, ở đây mồ mả âm phần nhà mình cũng không động chạm gì đâu nhá.
mồ mả âm phần nhà mình rất là yên rồi, thờ cúng các cụ gia tiên tiền tổ nhà mình rất là ấm cúng, về phần chân nhang ở đây báo nhà mình có bị mất mồ mất mả nữa nhá. Đất ở nhà mình hiện tại cô nói ở rất là yên về phần đất, không động chạm đến đâu, mỗi tội đất không vuông thôi nhá, không vuông về phần đất thôi nhá. Huế Vũ Thị xin chào nhá, đã chia sẻ. An Vũ Hồng xin chào nhá. Chào Trần Giang nhá. Chào Nguyễn Thu nhá. Đây, máy đang đơ. Đây à. Ngân Bùi, họ và tên nam sinh đầy đủ nhá. Anh Tuấn Nguyễn. Vương Tiến Mai 1991. Vương Tiến Mai 1991, cái tuổi 91 của bạn Vương Tiến Mai Tân Mùi năm nay 28 tuổi. Tiến Mai nhớ khi kể cả trong công việc làm ăn của mình từ đầu năm đến giờ cũng không được thuận đâu nhá. Bon chen trên ngang, có kẻ trên ngang phá ngang cho công việc làm ăn của mình. Từ giờ đến cuối năm cần phải đề phòng đường xe cổ là cái thứ nhất. Có bạn bè nào muốn mượn tiền mượn của thì tốt nhất là đừng cho mượn nhá. Và đi nhậu nhẹt ở đâu thì nhớ là phải giữ chừng mực cho cô nhá. Từ giờ đến cuối năm cái tuổi của mình nhá, ví dụ thôi nhá. Vương Tiến Mai nhá. Trong công danh sự nghiệp làm ăn về sau có được hưng thịnh hay không thì cuộc đời mình cô nói là sau này có của ăn cô để chứ không phải là không có đâu. Thuận trong công việc làm ăn đấy nhá. Nhưng phải hết năm nay, hết sang năm, năm nữa công danh sự nghiệp làm ăn của mình mới bắt đầu thuận nhá. Cái tuổi 91 nhá, chịu khó một chút nhá. Về đường tình duyên của mình ở đây là cần phải làm lễ cắt duyên âm, trả nợ tào quan, trả nợ tam phủ trụ mệnh đi để cho con đường tình duyên và con đường sự nghiệp của mình được thuận buồm xuôi gió về sau nhá. Về phần gia sự âm phần nhà mình, về phần âm thì không động chạm gì đâu nhá. Âm phần nhà mình rất là yên rồi nhá. Về phần thờ cúng các cụ gia tiên tiền tổ thờ cúng rất là đến nơi đến chốn nhá. Nhà mình có hai giới người chết trẻ mà dài nằm gối đầu nhau vẫn còn đấy nhá. Cái đấy phải bố mẹ mình mới biết được. Đất nhà mình ở hiện tại tôi nói đất rất là yên rồi, yên về phần đất nhá. Yên về phần đất. Không động chạm gì đâu nhá. Bây giờ là 21:45 rồi. Cô đang phát trực tiếp hôm nay là ngày 13 tháng 11 2018 nhé, thứ ba nhé các bạn nhé, không phải phát lại đâu. Cô xem cho mấy người nữa nhá. Xem cho mấy bạn nữa nhá. Chào bạn Nguyễn Tuyết, xin chào nhé. Đến Đất Cảng, xin chào nhé. Nguyễn Thu, xin chào. Vương Thế Anh, 1998. 1998, Vương Thế Anh, nếu như mà mình còn học thì ở đây con đường học của mình rất là thuận nhé, học giỏi lắm nhé. Học là học được chứ không phải là không, không phải là không được đâu. Ở đây mình con đường học học rất là giỏi luôn nhá. Tương lai sự nghiệp của mình sau này có, nếu như mà nói tương lai sự nghiệp sau này ở đây là tương lai về sau của mình hướng thịnh, công danh sự nghiệp làm ăn thuận buồm xuôi gió nhá. Thuận trong công việc làm ăn chứ không phải không thuận đâu nhá. Cái tuổi của mình có tướng đi xuất ngoại thì mình nên đi nhá. Cái tướng đi xuất ngoại của mình ở đây là cô nói công việc làm ăn của mình thuận vô cùng luôn đấy nhá. Còn mình làm việc trong nghề nhà nước của nước Việt Nam, mình mà muốn xin việc về ngành nước thì ít nhất phải 2 đến 3 lần xin việc chưa chắc đã thành công đâu nhá. Về đường tình duyên của mình sau này có được thuận hay không, ở đây con đường tình duyên của mình thì cô nói phải cần làm lễ cắt duyên âm đi để cho con đường tình duyên của mình được thuận buồm về sau nhé. Ở đây nếu như mà mình không cắt duyên âm, cuộc đời mình sẽ lận đận về chữ duyên, cẩn thận hai lần vợ đây nhá. Cẩn thận hai lần vợ đấy nhá. Dân Nguyễn ok nhá. Dân Nguyễn nhá. Đặng Vinh Nguyễn, Nguyễn
Họ và tên năm sinh đầy đủ cho cô nhé. Hoàng Thủy, xin chào nhé. Trần Đức Duy. Lê Hữu Thông, xin chào nhé. Đây con Phương, Phương Hồng, xin chào nhé. Nguyễn Tiến Nam, họ và tên năm sinh đầy đủ cho cô nhé. Ok. Đó. Hưng Nguyễn, xin chào nhá. Đỗ Văn Ninh 1972. Đỗ Văn Ninh 1972. Nhâm Tý năm nay 47 tuổi, đứng chữ Nhâm. Cái tuổi 72 của mình từ năm 2012 trở về đây, công danh sự nghiệp làm ăn cô nói cũng chưa được thuận buồm xuôi gió đâu nhá. Làm thì làm việc lớn, bỏ tiền tỷ chỉ thu tiền nghìn thôi nhá. Công danh sự nghiệp làm ăn từ nay đến cuối năm, cô nói trong cái tháng 10, trong cái tháng 11 âm lịch năm nay có lộc về con đường làm ăn của mình thuận buồm xuôi gió nhá. Cơ hội của mình làm ăn, nắm lấy cơ hội mà làm nhá. Còn nếu như mà để tuột mất trong năm nay thì cô nói sang năm cuộc đời mình cũng vẫn bắt đầu hưng thịnh nhá. Đẹp đây nhá. 72. Và từ nay đến cuối năm và từ nay về sau đi chăng nữa, có ai hỏi mượn tiền mượn của tốt nhất là giữ lại, không nên cho mượn đâu nhá. Ở đây mình mất cũng nhiều rồi, ôm dơm nặng bụng làm ơn mắc oán cũng có rồi nhá. Đỡ người nhưng quay lại lại bị người ta chơi xỏ sau lưng cũng chả được gì đâu nhá. Đôi khi hay bị bạn bè lợi dụng lắm nhá. Sống tốt quá đâm ra hay bị người ta lợi dụng. Với lại mình cũng rất là hay tin người nhá. Về vận mệnh từ giờ đến cuối năm có hạn gì hay không? 1972, năm nay 47 tuổi. Về vận hạn thì đã qua nhá. Từ nay đến cuối năm thì vận hạn đã qua rồi, không có hạn gì là nặng nề đâu nhá. Về phần gia sự âm phần nhà mình thì không động chạm gì cả. Âm phần nhà mình ở đây rất là yên. Nhà mình có bà tổ cô chết trẻ đi theo mình độ cho mình cũng rất nhiều luôn nhá. Lộc âm cũng có, lộc trần cũng có. Nên cần phải đến thắp nhang thờ xin thêm lộc của các cụ gia tiên độ cho mình nhá. Thờ cúng các cụ gia tiên tiền tổ nhà mình thì đấy rất là tốt rồi. Êm ấm về phần chân nhang không lạnh đâu nhá. Không lạnh về phần chân nhang đâu, ở đây rất là yên. Còn về phần đất nhà mình ở thì cô nói đất hợp chủ hợp đất khôi, không động chạm về phần lông mạch, mỗi tội đất không được vuông vắn về phần đất nhá. Tiếp mắt rồi không xem nữa. Đừng. Còn bây giờ thì cô xin dừng xem bệnh ở đây nhá. Buổi tối này xem chút thôi, xem chút cho các bạn thôi nhá. Còn bây giờ còn rất nhiều bạn chưa được xem thì để trưa mai cô liver cô lại xem cho các bạn nhé. Còn bạn nào muốn xem chi tiết, xem riêng, xem cho cả gia đình về phần gia sử mồ mả đất cát âm phần nhà mình thì các bạn để lại số điện thoại qua Messenger viết lại xem riêng nhé. Để lại số điện thoại qua Messenger kèm theo đó viết là xem riêng, được chưa ạ? Và xem riêng là chúng ta cần phải đặt lễ cho cô để cô xếp lịch cô gọi cho mình nhé. Và xem riêng là cô sẽ gọi trực tiếp cho mình qua Messenger nhé. Gọi trực tiếp chứ không nhắn tin đâu nhé. Gọi trực tiếp qua Messenger. Còn bạn nào mà hiếm muộn về con cái, cặp vợ chồng nào ấy lấy nhau lâu rồi hiếm muộn về đường con cái, muốn cầu con thì để lại số điện thoại qua Messenger viết là cầu con nhé. Xem riêng thì để lại số điện thoại qua Messenger viết là xem riêng. Cầu con thì để lại số điện thoại qua Messenger viết là cầu con nhé. Được chưa? Các bạn nghe cho rõ nhé. Còn bây giờ là cô xin dừng xem bệnh ở đây. Đấy. Bạn nào mà làm ăn khó khăn, trắc trở, công danh sự nghiệp làm ăn không thuận, không thuận với con đường làm ăn ấy, càng làm càng mất, làm lâu năm rồi mà chưa thu được về ấy, bỏ tiền tỷ thu tiền nghìn ấy, thì cô giới thiệu cho mình một cái về cái vòng tay phong thủy theo mệnh của mình, theo tên, theo tuổi, theo mệnh của mình nhá. Tuổi nào thì vòng đó, mệnh nào thì vòng đó nhá. Đấy là vòng huyết long và vòng gỗ xưa, đây là vòng huyết long. Huyết long này được thỉnh theo tên, theo tuổi, theo mệnh để công danh sự nghiệp làm ăn được thuận hơn nhá.
Đây là ấn năm ăn. Đấy. Cả vòng cả ấn là được thỉnh theo tên, theo tuổi, theo mệnh. Công danh, sự nghiệp, làm ăn, vận hạn, hút tài, hút lộc, sát quỷ, trừ tà. Tìm lại những gì mà mình đã mất, làm lâu rồi mà không gặp nhé. Bạn nào muốn tìm hiểu về vòng tay phong thủy kỹ hơn nữa thì vào trang cá nhân của cô để tìm hiểu thêm nhé. Vòng tay huyết long. Được chưa ạ? Còn đây là vòng gỗ xưa đỏ Quảng Bình. Đây là gỗ xưa đỏ Quảng Bình. Cũng được thỉnh theo tên, theo tuổi, theo mệnh, công danh, sự nghiệp, làm ăn, vận hạn, hốt tài, hốt lộc, sát quỷ, trừ tà. Đấy, gỗ xưa đỏ Quảng Bình nhá. Bạn nào mà muốn thỉnh vòng và ấn làm ăn thì để lại số điện thoại qua Messenger viết là vòng và ấn làm ăn nhá. Viết là vòng và ấn làm ăn. Đấy, vòng và ấn làm ăn. Vòng gỗ xưa đỏ. Đấy nha. Đây là đá, đủ các loại đá luôn các bạn nhá. Đủ các loại đá luôn. Đấy. Đây nha. Đây là đá tự nhiên, đá cao cấp. Đấy, bạn nào mà muốn thỉnh vòng tay phong thủy theo mệnh thì để lại số điện thoại qua Messenger nhá. Đây nhá. Cô ở huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. Ở Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc nhá. Đây là vòng đá, đây là ấn làm ăn. Đấy, được thỉnh theo tên, theo tuổi, theo mệnh, công danh, sự nghiệp, làm ăn, vận hạn nhá. Được thỉnh luôn đấy nhá. Rất là nhiều loại đá luôn. Đá mắt hổ đây. Xem nốt đi, không xem nữa đâu. Dừng rồi là không xem nữa đâu. Du vi theo một tháng rồi cô không xem cho. Bây giờ mới nhìn đến nick của mình lần đầu tiên luôn. Từ trước đến giờ cô chưa, kể cả liếc nhanh mấy cũng chưa nhìn thấy cái nick của mình. Hôm nay mới nhìn thấy. Thông cảm nhá, để trưa mai nhá. Gia vi đào nhá, để trưa mai nhá. Đấy. Trưa mai và tiếp cô xem cho nhé. Ok nhá. Ruby. Chào Thu Triệu. Dung Bùi, cân cao rõ ràng cân quả đây này. Không phải chọn, không phải chọn người xem mà là nào may mắn là được xem thôi nhá. Cô liếc đến ai thì là, chúng ai là người đấy được xem thôi nhá. Chứ không phải là chọn. Đấy. Đấy nhá. Cô ở Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc. Dung Bùi ơi. Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc. Tuần chính, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc nhá. Đấy. Tuần chính, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc. Em đang có chuyện rất khổ tâm. Con và nhớ chưa được xem Tô Thị Hường, chưa được xem. Đây là mặt Phật này, ở thứ nhất quay ngược, đây là mặt Phật này. Đấy. Đây nhá. Cháu vừa bị hạn liệt chân luôn cô ạ. Triệu Huệ sao lại bị liệt chân? Đây. Ở xa lắm, ở tận Vĩnh Phúc cơ. Ở chỗ nào Vĩnh Phúc? Dung buổi ở chỗ nào? Ở Yên Lạc hay là ở đâu? Hay ở Vĩnh Yên? Cô thiên vị quá. Đâu thiên vị đâu, cô liếc ai được ấy mà. Liếc chúng ai thì người ấy được thôi mà. Con liền luôn đi. Thôi bây giờ cô dừng rồi. Mắt nó đang díp vào rồi đây này. Ở Tam Dương á? Tam Dương Lập Thạch à? Đây là mặt Phật nhá. Trần Văn Cương ơi, Trần Văn Cương, để mai nhá.
Đấy, bạn nào mà quan tâm thì để lại cho điện thoại có Messenger nhá, viết là vòng vẫn làm ăn nhá. Cô thiên vị. Không phải thiên vị đâu, liếc trúng ai thì ngấy được thôi. Tại vì tối nay cũng ít mà. Nhưng mà chơi vẫn nhanh. Con ở Tam Dương. Từ Tam Dương đến đây cũng phải vài chục cây đấy. Vài chục cây số. Vài chục cây số. Triệu Huệ à. Cô bây giờ cô dừng rồi, lúc nãy chả lên sớm một tí. Cô chả nhìn thấy nick mình đâu. Gần Vĩnh Yên á. Tam Dương. Từ Tam Dương xuống đây chả phải đến 30 cây thôi. Nhờ đến 30 cây đấy nhỉ. Đấy, đây vòng huyết long đây. Toàn nữa thôi. Không đến nữa. Đi phần dù ok nhá, để chờ mai nhá. Thôi để chờ mai đi. Con ở Cẩm Tiền Kim Xá. Cẩm Tiền Kim Xá là đâu? Inbox qua mắt Singer nhá. Đây là huyết long bé 8 ly thôi. Chữa bệnh liệt á. Bị được 5 tháng chứ bệnh liệt thì cô không không biết chữa bệnh liệt. Đây là vòng huyết long này. Triệu Huệ. Con gửi tin cho cô rồi nhé. Ok nhá. Quảng Ninh. Con ở Quảng Ninh, ngày nào cũng theo dõi, tôi cũng theo dõi. Tô thì hướng ok để chơi mai đi nhá. Đây là vòng huyết long mà. Để chơi mai. Dù vì nhớ đích rồi. Bạn nào mà muốn tìm hiểu kỹ về vòng tay phong thủy theo mệnh thì vào trang cá nhân của cô để xem thêm nhé. Hướng Lũng Lạng Sơn à. Vào trang cá nhân của cô để tìm hiểu thêm nhé. Xem riêng thì biết là xem riêng này, cầu con biết là cầu con, thỉnh vòng biết là thỉnh vòng. Còn bạn nào mà muốn xem kỹ, tìm hiểu kỹ về vòng tay phong thủy theo mệnh thì vào trang cá nhân của cô để tìm hiểu thêm nhé. Mặt Phật này. Vòng gỗ xưa, vòng huyết long, vòng đá. Đá Thạch Anh, đá mắt hổ đều có đủ nhá. Rồi ok. Rất nhiều người chưa được xem. Còn nhiều người mà. Đây vòng đá đây. Đấy. Bao giờ có người xuống được vùng 24? Bao giờ có người xuống được vùng 24? 24 cô về Chúa Nguyệt Hồ. Sóng biển nhá. 24 24 24 con về Chúa Nguyệt Hồ, cô hầu ở đấy. Hà Nguyễn ok nhá. Hôm nay thì ít người đọc được hết. Sóng biển đấy, 24 cô về nhá. Đấy. Nông đàn ông. Đá huyết long mắt thổ. Huyết long to đây, dành cho các bạn nam đi. Nhỏ chibi. Xin chào nhỏ chibi nha. Inbox đi, cho con một vòng inbox đi nha. Inbox đi nha. Gỗ xưa đây nha. Đấy xưa đây nhá, đẹp lắm, thơm lắm. Nhỏ Chu Bi, xin chào nhỏ Chu Bi nhá. Ok sóng biển nhá.
khoảng lặng từ trưa mai đến tối chắc là sẽ Ngọc Nguyên inbox cho cô Ngọc Nguyên nhá, 89 mình Mộc inbox cho cô nhá. Thôi nhá, bây giờ thì dừng ở đây nhá. Nói chuyện với các bạn nhiều rồi, cô ơi vòng đeo là tránh được vòng vòng theo à? Tránh được vòng theo chỉ có vòng gỗ xưa thôi. Gỗ xưa, huyết long, sắt quỷ chữ tà và cái ấn làm ăn ấy mình cho vào ví. Ừ, sắt quỷ chữ tà có nghĩa là vong không dám gần mình đâu. Triệu Huệ bây giờ là cô dừng xem, tại vì là cô dừng rồi là cô không xem được nữa Triệu Huệ nhá. Thì trưa mai con lên, con để lại họ và tên ngày tháng năm sinh. Trưa mai con lên thì cô xem cho con nhá. Cái cô mồm cô đã nói dừng rồi là bảo cô xem lại nó hơi khó. Cô xem cũng không xem được ra, cũng không nói được đúng đâu nhá. Cho nên là con thông cảm cho cô để trưa mai đi nhá. Thôi nhá, còn bây giờ thì cô xin dừng ở đây. Khoảng lặng, gỗ xưa không? Có gỗ xưa. Khoảng lặng nhá, cứ inbox cho cô nhá. Cô tư vấn trực tiếp cho mình luôn nhá. Triệu Ngọc Tuyền inbox cho cô nhá. Mặt ấn làm ăn có luôn nhá. Cô thỉnh cho mình inbox qua Messenger đi nhá. Đấy nhá, còn bây giờ thì cô dừng ở đây nhá. Chúc các bạn buổi tối vui vẻ nhá. Ok, khoảng lặng.